Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Nguyệt sẽ làm đoạn video này để chia sẻ và hướng dẫn cho tất cả các bạn sửa cũng như là đọc đúng chuẩn 10 từ tiếng Anh mà mọi người thường hay đọc sai nhất. Các bạn sẽ cùng theo dõi đoạn video này để chúng ta sẽ cùng là đọc đúng chuẩn các bạn nhé. Từ đầu tiên, đó chính là từ này thì người Việt của chúng ta sẽ thường hay đọc là virus. Đó, virus Corona hoặc là virus Covid-19 ấy, thì từ này có nghĩa là chỉ những cái virus, vi khuẩn để mà gây hại cho cơ thể á các bạn. Thì từ này chúng ta sẽ không đọc là virus, chúng ta sẽ đọc là virus, virus, virus. Đấy, các bạn sẽ phát âm cùng Nguyệt nhé. Và từ thứ hai chúng ta hay gặp đó chính là từ. Từ này thì chúng ta sẽ thường nghe mọi người đọc là cốt. Cốt, cờ ốt cốt sắc cốt đấy bạn. Từ này có nghĩa trong tiếng Việt là mã hoặc là viết mã. Nó vừa đóng chức năng là danh từ và cũng là động từ luôn. Chúng ta sẽ đọc đúng chuẩn đó chính là coat, coat, coat. Đó, có phụ âm cuối đó chính là coat. Các bạn sẽ cùng phát âm với Nguyệt nha. Và từ thứ ba, từ này chúng ta sẽ thường nghe đọc là email, email. Tuy nhiên thì email chưa đúng, các bạn sẽ đọc là image, image. Từ này có nghĩa trong tiếng Việt là hình ảnh tất cả các bạn nha. Và từ thứ tư, từ này thì chúng ta sẽ thường nghe các bạn hoặc là mọi người sẽ hay đọc là total, đó, hoặc là total. Đấy, từ này thì chúng ta sẽ đọc là total, total. Nó là danh từ, chỉ nghĩa là toàn bộ hoặc là tổng cộng ấy, nó bao hàm, tổng hợp đấy các bạn. Và từ thứ năm, từ này thì chúng ta sẽ thường hay nghe mọi người đọc là data, data. Đó, và trong tiếng Việt thì nó có nghĩa là file, có nghĩa là dữ liệu. Đấy, có nghĩa là cái tệp phương tiện mà chúng ta lưu trữ đấy. Thì từ này nó sẽ được đọc là data, data, data. Các bạn cùng phát âm nhé. Và từ thứ sáu, từ này trong tiếng Việt có nghĩa là nguồn. Từ này thì chúng ta sẽ thường hay nghe mọi người đọc nhầm, đó là thành chữ suột. Source, đấy, source. Thì chúng ta sẽ được phát âm trong tiếng Anh đó chính là source, 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 source. Đấy. Và từ tiếp theo, từ này ở trong tiếng Việt có nghĩa là tiến trình. Chúng ta hay đọc thành là chữ process, process. Thì chúng ta sẽ đọc đúng chuẩn ở trong tiếng Anh là process, process, process. Và từ tiếp theo và mọi người sẽ hay đọc là Firefox, Firefox hoặc là Firefox. Thì chúng ta sẽ đọc chuẩn đó chính là Firefox, 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 Firefox. Và từ tiếp theo, từ này thì chúng ta gặp mỗi ngày. Đấy, từ này thì mọi người sẽ hay đọc là chôm, chôm. Đấy, quả chôm chôm đấy. Chúng ta lên trên mạng chúng ta search web ấy, thì từ này để chỉ về các cái trình duyệt web để chúng ta sử dụng ấy, thì từ này chúng ta sẽ không đọc là chôm, mà từ này chúng ta sẽ đọc là Chrome, Chrome, Chrome. Và từ số 10, từ này thì chúng ta sử dụng hàng ngày luôn. Đó chính là một cái phương tiện để chúng ta có thể lên đấy chúng ta xem phim, chúng ta xem những cái hoạt động giải trí đúng không nào. Và ở đây chúng ta sẽ thường hay nghe mọi người đọc từ này là YouTube hoặc là YouTube. Từ này trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ đọc là YouTube, YouTube. Các bạn cùng thực hành lại 10 từ này các bạn nhé, để chúng ta sẽ phát âm chuẩn chỉnh nhất. Hãy cùng nhau luyện tập tiếng Anh mỗi ngày cùng với Nguyệt nha. Các bạn thân mến, xuất phát điểm của Nguyệt là một người con xứ Nghệ. Đấy, ngày xưa cách đây khoảng 5 năm về trước ấy, tiếng Việt của Nguyệt nói siêu dở thậm tệ luôn, chứ nói gì là tiếng Anh. Nhưng mà Nguyệt nghĩ rằng là cái gì cũng có thể cải thiện nếu mà mình chăm chỉ, nỗ lực luyện tập, không gì là không thể hết. Nguyệt sẽ cố gắng rèn luyện và trau dồi cái ngữ điệu của Nguyệt lên từng ngày. Nguyệt nghĩ rằng học ngoại ngữ thì nó không khó, nó chỉ cần là chúng ta có sự siêng năng và đặc biệt là thói quen. Đấy, chúng ta cứ luyện tập mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Không ai là nói hay ngay từ đầu và không ai nói giỏi, nói chuẩn như người bản xứ ngay từ đầu. Đó là nhờ vào một cái quá trình rèn luyện, nỗ lực và đặc biệt là học tiếng Anh thì không bao giờ sợ xấu hổ. Cái dây thần kinh xấu hổ của chúng ta cắt đứt đi. Đấy, chúng ta đừng có sợ sai. Mọi người có nhận xét, có góp ý, chúng ta cũng đừng có ngại. Chúng ta hãy là sửa. Đấy, chúng ta hãy thực hành và hãy nghe các thầy cô giáo ở nước ngoài đọc
chuẩn, rồi chúng ta sẽ nhai âm đi, rồi nhai âm lại, rồi chúng ta sẽ học thuộc từ vựng, rồi chúng ta đặc biệt là chúng ta sẽ nói luyên thuyên cả ngày. Nguyệt sẽ không bao giờ là lãng quên hay là từ bỏ thói quen là học tiếng Anh, bởi vì nó là đam mê, nó là sở thích và nó cũng là cái điều cần thiết cho cuộc sống của Nguyệt sau này. Nguyệt yêu nó và tất cả các bạn hãy cùng Nguyệt luyện tập nhé. Và nếu các bạn thấy video này giá trị và bổ ích thì cũng đừng ngần ngại cho Nguyệt một quả tim hay là một lời góp ý chân thành để Nguyệt có thể cố gắng hoàn thiện hơn trong những video lần sau. Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video lần sau.